lên đó có cọc được rồi cọc không? Hả? Chú có sợ nó rớt không? Không rớt đâu. Không rớt thì bỏ vào luôn anh. Chú không cần tới, không cần tới cái đấy gì. Bỏ vô anh, có đóng lên cọc được cái này cọc. Ừ. Thôi chú chạy sang đồi anh nhìn nó mới rõ. Xem chỗ nào ghim được anh đóng đinh anh cột đấy luôn. Bác giáo chán quá. Đưa ra cái móc nữa. À đây. Chú bắt giùm anh sợi dây kia. Tới không? Được rồi, ok. Tới rồi. Rồi xuống đi. Hả? Chưa bấm quay. Về hả? Đổ quá, lên bằng giáo thì khó hơn lên bằng đinh. Ừ, xuống đi. Nhóc lên được. Nóng.
Rồ má, cái ngã ba nó to. Ui. Cái khủng khiếp. Rồi phải bóc cái giá qua ngã ba này này. Vậy thì chắc cái gì trẻ con chơi đâu.